Mình làm bài đặc tính rồi tính. Những bài toán này có những bài là nhớ 2 lần. Cho nên là các bạn nào mà chưa có nắm được cộng trừ có nhớ 2 lần thì mình vào đây cùng học với Kitty nha. Rồi, Kitty làm bài. Bài đầu tiên 582 trừ 95. Viết ở bên dưới dưới cái mặt ảnh hơi hai trừ năm không được, một bằng 12 trừ năm 7, 12 trừ năm là 7 trừ đi còn 3 đúng không? Sao? Còn Giờ 3 thứ nhất là trước tiên nè, mình sẽ trừ ở hàng đơn vị trước đúng không? Hàng đơn vị 2 2 trừ trừ năm không 5 được. à, 2 nhỏ hơn 5 thì mình phải 10 mượn mượn thêm 10 nữa, mượn thêm một chục nữa. 10 với 2 là 12 đúng không? Thì mình sẽ lấy là 12 mình trừ 5, 12 trừ 5 bằng nhiêu? 12 trừ 5 là 7. À, viết số 7 vô. Hồi nãy mình mượn một chục ở hàng chục chứ gì đúng không? Thì giờ mình trả lại một chục đó bên hàng chục. Rồi, 8 trừ mình trả 9. vô đâu? Dạ mình trả Trả vô ở hàng dưới để mình trừ ra. ở đây là 8 trừ 9 không được nữa. Đâu chưa? Trả vô đây trước. Hồi nãy mượn chục trả vô số 9 thì nó còn mấy, là được Dạ mấy? 8. Được 10. Đúng không? 9 cộng Ủa cộng thêm 1 trả hồi nãy mình 1 mượn đó. là trừ mà mẹ. Ừ? Trừ mà. Trừ đi mà. Con mượn thì con phải trả lại. Trả lại thì cộng thêm vô chứ. Ủa con nhớ là cô dưới là trừ Chưa? đi. Cộng thêm vô 9 này được 10 đúng không? Mà 8 có trừ 10 được không? Vậy con phải mượn tiếp một chục bên hàng bên đây nữa. Là Là 18 trừ 18 trừ 10 10 là là nhiêu? còn 8. 18 trừ 10 là nhiêu? 18 trừ 10 là còn 8. 8, viết chữ 8 vô. Rồi con nhớ mấy? Nhớ 1. Đúng rồi, nhớ chục hồi nãy nữa. Rồi 5 5 trừ trừ với 1 hồi nãy nữa. Hồi nãy con mượn đó. 5 trừ 1 bằng 4. Ừ, cái số 4 nha. Không hiểu. Vậy kết quả là 487. 487 đúng không? Đây mình chỉ lại nè. Này, trước tiên là mình sẽ trừ ở hàng đơn vị trước. 2 trừ 5. 2 nhỏ hơn 5 thì trừ không được, mình phải cần phải mượn thêm một chục. Một chục nữa mới là được 12 đúng không? Đó, 12 trừ 5 bằng 7 đúng không? Mình sẽ, lúc nãy mình mượn 1 thì mình phải nhớ. Nhớ 1 và bên phép trừ thì mình sẽ nhớ mình để vào cái ở cái số trừ. Thì 1 hồi nãy mình nhớ mình cộng thêm 9 đó là 10. Không. 1 trả vô 9 này là 10. Vậy tiếp tục lấy 8 trừ 10 này được không? 8 trừ 10 tất nhiên không được rồi, 8 nhỏ hơn 10. Thì mình phải mượn thêm một chục nữa là 18. 18 trừ 10 là 18 trừ 10 là 8. 8. 18 số 1. Nhưng 8 đây mình lại nhớ 1 nữa. Nãy mình có mượn đó, nhớ 1. Xong rồi 1 mình lại đem xuống dưới cái hàng. Hàng này là hàng số trừ. Mình tiếp tục lấy 5 này mình trừ 1 bằng 4. 4. Vậy kết quả là 487. Con muốn thử lại thì con cứ cộng lên thử coi đúng không nha. 7 cộng 5 bằng 2. Đúng không? 2 mình nhớ 1. 1 mình đem vô 8 này nè. 9. 9 cộng 9 là 18. 8 nhớ 1 nữa. Đúng không? 18 thì 8 nhớ 1. Rồi 1 cộng vô 4 này nè bằng 5. 487 mà cộng lên 95 thì cũng bằng 582. Rồi mình thử nè. Hiểu chưa? Rồi mình làm tiếp bài thứ hai coi. 9 10 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 mình nhớ trả nha. 4 chữ 2 là 4 chữ 1 3 4 chữ 3 là 1 Rồi. 10 19 Thử lại coi đúng không không nha. được trả. Mình lại. Thứ nhất là 1 nhỏ hơn 2. Trừ 1 trừ 2 không được, mình phải mượn 10 là 11 trừ 2 là bằng 11 trừ 2 bằng 9. 9 hồi nãy mình mượn mượn một chục rồi mình phải nhớ nhớ 1. 11 trừ 2 bằng 9 nhớ 1. 1 đem vô số 8 này là 9. 0 trừ 9 không được thì mình mượn 10 nữa, 10 trừ 9 là bằng 1. Đúng rồi. Nãy mượn mượn một chục bên đây nữa mình
trả vô cái số 2 này nè. 2 cộng 1 thì là 3. Vậy 4 trừ 3 bằng 1. Rồi, kết quả đúng rồi đó. Làm được rồi đó. Rồi, tiếp tục làm bài cái tiếp. Hiểu chưa? Hiểu đó mà. Ừ. Đó là phép trừ có nhớ 2 lần. Kiểm tra luôn bài này ha. 360 trừ 197 mình trừ ở hàng đơn vị trước nè. 0 trừ 7 không nhỏ hơn 7 thì mình phải mượn 10. Vậy là 10 trừ 7 bằng 3. 3 nhớ 1. 1 trả vô chính là 10. 6 trừ 10 không được, mình phải mượn 10 nữa là 16 trừ 10 là bằng 6. Đúng rồi. 6 nhớ 1. 1 trả vô 1 này là 2. 3 trừ 2 bằng 1. 163. Đúng. Tiếp. Bài kế tiếp. 188 trừ 89. 8 trừ 9 là 1. 11 là 8. 18 là 9. 9 là 9. 18 là 9. 8 trừ 9 là 9. 18 18 trừ 9 là 9. 18 là 9. 18 trừ 1. Rồi. Đây. 8 trừ 9 không được, mình phải mượn 10 nữa là 18 trừ 9 là bằng 9. Mình nhớ 1, 1 trả vô 8 này bằng 9. 8 này trừ 9 không được, mình mượn 10 nữa là 18 trừ 9 là bằng 9. Rồi, lúc nãy mình mượn 1 mình nhớ mình trả vô. Đây, ở đây không có gì tức là bằng 0, 1. Mình trả vô số này là bằng 1, vì 1 trừ 1 là bằng 0. Còn có thể không viết số 0 cũng được. Viết số 0 thì nó cũng là 99 thôi. Kết quả 99 đúng rồi. Tiếp tục bài tiếp theo. 640 trừ 451. Thử nha. Rồi, 640 trừ 451. 0 trừ 1 cũng được, mình phải mượn 10. 10 trừ 1 bằng 9. 9 nhớ 1. 1 đem vô số 5 này là 6. 4 trừ 6 không được thì mình phải mượn 10 nữa là 14 trừ 6 là 14 trừ 6 bằng nhiêu? 14 trừ cho 6 là bằng 7. Không phải. 14 trừ 7 mới bằng 7. Tính lại coi, 14 trừ 6 bằng 14 trừ 6 bằng 8. Bằng 8. Chứ lộn chờ từ đầu khi ra 8 rồi. Vậy mà viết lộn bằng 7 bó tay. Rồi. Lúc nãy mình mượn đây 10 rồi đúng không? 10 là mình nhớ 1, mình trả vô số 4 này nè. Là 5. 4 mình cộng 1 nữa là 5. 6 mà trừ 5 bằng 1. Vậy kết quả là nhiêu? 189. 189 nha. Mình muốn thử lại thì mình cộng lại 189 này cộng 451 có ra bằng 640 không? Nè, thử nha. 9 cộng 1 là bằng 10, 0, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 8 là 9, 9 cộng 5 là 14, viết 4 nhớ 1. 1 cộng 1 này là 2, 2 cộng thêm 4 nữa là 6, đúng rồi. Kết quả đúng rồi đó. Rồi, bài kế tiếp. 2. Nhớ 1. Nhớ 1 thì mình sẽ trừ cho 3 đúng không ạ? Nhớ 1 mình cộng trừ cho 3. Cứ mình mượn mình phải trả vô thì sao? Trả thì phải cộng vô cái dòng kế tiếp đó. 8 cộng 4 bằng 12 đúng không ạ?
cộng nha. Phép cộng chứ phép trừ nha, chú ý. 400. Ừ, con gạch ở trên đây con viết ở dưới đi. 425. À, nãy giờ làm phép trừ không giờ làm tới phép cộng nè. Mình cũng bắt đầu cộng từ hàng đơn vị trước. 6 cộng 5 là 11 đúng không? Mình viết 1 và mình nhớ 1. Nhớ 1 mình sẽ cộng vô hàng chục nè. 3 cộng 1 là 4, là 4 cộng thêm 8 nữa là 12, viết 2 nhớ 1. 1 này mình cộng vô hàng trăm này nữa là 1 cộng 1 là 2. 2 cộng 2 là 4, 421. Rồi. Hoặc là con ở trong phép cộng thì con có thể là trả về ở cái số hạng thứ nhất cũng được. Ví dụ như là 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 8 cộng 1 là 9, 9 cộng 3 là 12, viết 2 nhớ 1. 1 đó trả vô 2 là 3, 3 cộng 1 nữa là 4, cũng là 421. Đối với phép cộng thì mình trả vào cái số hạng thứ nhất được ha. Có cần nói lại không? Hiểu rồi đúng không? Rồi làm tiếp. 305 cộng 66. Năm cộng sáu bằng 371. Rồi, nha. Cái này nhớ phép này nhớ mấy lần? Một lần. Nhớ một lần thôi à. 5 cộng 6 là 11, viết 1, mình nhớ 1. 1 trả về số 0 này đi ha, là 1. 1 cộng 6 là 7. Rồi, là hết rồi, đâu còn nhớ nữa đâu. Vậy thì 3 cộng 0 là bằng 3, hạ xuống. Vậy kết quả là 371. Mình muốn thử phép này đúng hay không thì mình cứ thử là phép trừ. Với 371 trừ 66 ra 305 thì là đúng. Rồi, tiếp. Năm cộng tám, tám cộng năm, tám cộng năm, mười ba, ba nhớ một, hai ba bằng năm nhớ bốn là hai cộng sáu. Rồi, thử ra bài này. 428 cộng 135. À, cộng hàng đơn vị trước. 428 cộng 135, hàng đơn vị là 8 cộng 5. 8 cộng 5 13, viết 3, mình nhớ 1, 1 sẽ trả vô trong cái hàng chục kế tiếp. À, 2 cộng 1 hồi nãy mình nhớ là 3, 3 cộng 3 bằng 6. Hết nhớ rồi. 4 cộng 1 bằng 5. Vậy thì là kết quả là 563 đúng rồi, đây là phép cộng có nhớ một lần. Rồi các bạn ơi, mình ôn lại phép cộng các số có 3 chữ số có nhớ một lần nha. Ở đây mình coi đài trong sách giáo khoa nè. Ví dụ như là 435 mà mình cộng với 127. À, bây giờ mình đặt tính rồi tính mình sẽ đặt hàng đơn vị thì hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm thì hàng trăm. À, mình viết cho ngay hàng để mình dễ cộng. Rồi mình sẽ bắt đầu cộng từ hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị là cái số cuối cùng phía bên tay phải đó. 5 cộng 7 thì bằng 12. Mình sẽ viết 2, mình nhớ 1. Và 3 cộng 2 bằng 5, cộng với số 1 hồi nãy mình nhớ nữa, thêm 1 nữa là bằng 6. Viết 6 xuống đây. Rồi tiếp tục lấy 4 cộng 1 nữa bằng 5, viết 5. Vậy kết quả mình có là 562. Rồi, thử cái bài B 256 cộng 162. À, mình đặt tính rồi tính. Viết ngay hàng thẳng lối hàng chục. Hàng đơn vị thì hàng đơn vị, hàng chục thì hàng chục, hàng trăm thì hàng trăm. 256 cộng 162.
Mình sẽ cộng hàng đơn vị trước. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. À, có nhớ không? Không có nhớ. 6 cộng 2 bằng 8 này không có nhớ. 5 cộng 6 là 11. 11 mình viết sao? Viết số 1 và mình phải nhớ 1. Nhớ thì phải trả. 2 cộng 1 là bằng 3. Trả 1 hồi nãy mình nhớ nữa là 4. Vậy kết quả là 418. Rồi. Kết quả 256 cộng 162 là bằng 418. Rồi, tương tự, đây là phép cộng có nhớ một lần. Bây giờ với phép cộng có nhớ 3 lần thì sao? Mình ví dụ một bài nha. À xin lỗi, phép cộng có nhớ 2 lần. 2 lần thì sao? Mình sẽ làm thử một bài cho các bạn xem. Rồi, giờ mình ví dụ là 801 cộng 99. Rồi mình ví dụ hai bài. Nhất là 801 cộng 99 và bài thứ hai là 87 cộng 137. 801 cộng 99. À, mình cũng viết hàng chục theo chục, đơn vị theo đơn vị, trăm theo trăm nha. 801, 800 hàng trăm trước là 800 hàng chục. Không. Hàng đơn vị 1, 801 cộng 99. 99 là chỉ có hàng chục và hàng đơn vị thôi, hàng chục là 9, hàng đơn vị 9. Rồi, cộng hàng đơn vị trước nè, 1 cộng 9 là được 10, 1 cộng 9 bằng 10, thì mình viết 0, mình nhớ 1. Viết hàng đơn vị, nhớ hàng chục, nhớ 1. 1, 0 cộng 9 là bằng 9. 9 mà lúc nãy mình nhớ 1 đó, mình cộng thêm 1 nữa là 9 cộng 1 là bằng 10. Lại viết 0, mình lại nhớ 1 nữa. 10 thì viết 0, nhớ 1. 1 cộng với 8 này nữa là bằng 9. Vậy kết quả 801 cộng 99 là bằng 900. Rồi thử tiếp bài thứ 2, 87 cộng với 137. 87 hàng chục, hàng đơn vị. 137 là hàng trăm nè, 100 nè. Tới hàng chục số 3, hàng đơn vị là số 7. Rồi, giờ mình cộng hai số này lại nha. 87 cộng 137. Rồi, hàng cộng hàng đơn vị 7 cộng 7 là bằng 14. Sẽ viết 4 và mình nhớ 1. Nhớ 1 vào đây ha. Rồi 8 cộng 3 là bằng 11 cộng 1, hồi nãy nhớ nữa là bằng 12. 12 thì viết 2, lại nhớ 1 nữa. Nhớ 1 cộng như đây. Ở bên đây không có, tức là bằng 0 rồi. 0 cộng 1 là bằng 1, cộng với số 1 hồi nãy mình nhớ nữa là bằng 2. Vậy kết quả là 224. Rồi, bài trừ các số có 3 chỉ số có nhớ 1 lần. Nãy phép cộng, giờ tới phép trừ. Thì phép trừ thì cũng tương tự nhớ, nhưng mà nhớ là cái nhớ mình sẽ để vô trong cái số trừ nha. Ví dụ 432 trừ 215 thì lấy là 2 trừ 5 không được. Thì mình phải mượn 10, mình lấy 12 trừ 5 là bằng 7. Mình viết 7, mình nhớ 1, nãy mình mượn 10 đó, mình nhớ 1. 1 này nè, mình sẽ thêm vô số 1 ở số trừ. 1 cộng 1 là 2, thêm vô đây là bằng 2. Vậy thì mình lấy 3 trừ 2 là bằng 1. Xong lấy 4 trừ 2 là bằng 2. Vậy kết quả là 217. Rồi tiếp tục. Ví dụ bài thứ 2, 627 mà trừ 143. Mình cũng đặt tính. Viết các số theo hàng chục, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Theo ngay hàng ha, để mình trừ cho đúng. Rồi, trừ hàng đơn vị trước, 7 trừ 3 bằng 4. 4 không có nhớ, trừ hết. 2 trừ 4 không được thì mình phải mượn, rồi mượn thì nhớ, phải nhớ. 2 trừ 4 không được mình phải mượn 10. 12 trừ 4 là bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 này mình thêm vào số 1 ở số trừ, 1 cộng 1 là 2. Lấy 6 trừ 2 là bằng 4. Viết 4.
thì kết quả là 484. 627 trừ 143 là bằng 484. Rồi tương tự thì phép trừ có với số 3 chữ số nhớ 2 lần. À, lúc nãy Kitty có làm thử các bạn xem rồi á. Giờ mình ví dụ một bài cho các bạn xem nữa nha. Rồi ví dụ bài này 950 mà trừ 561. Rồi mình cho hai bài thì các bạn làm thử ha. 160 trừ 87 thì trừ số có nhớ 2 lần như thế nào? Lấy 900 mình 950 trừ 561. Đây. À, mình trừ hàng đơn vị trước nè. 0 trừ 1 không được, mình phải mượn 10 rồi. Vậy 10 trừ 1 là bằng 9. Viết 9, nhớ 1, mượn thì phải nhớ. Nhớ mình thêm vào trong số trừ nè, 6 cộng 1 nữa là bằng 7. Cộng số 1 hồi nãy mình nhớ, 6 cộng 1 bằng 7. 15 mà trừ 7 là bằng 8. 15. À, 5 trừ 7 không được thì mình mượn 10 á, là 10 thành 15, 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 mình lại nhớ 1 nữa. Nhớ 1 nữa, 1 mình sẽ bổ sung vô đây nè. Bổ sung vô số trừ nè, 1. Thì là 1 cộng 5 bằng 6. 9 trừ 6 là bằng 3. Vậy kết quả là bằng 389. À, mình muốn thử lại, mình lấy 389 cộng 561 thì nó sẽ bằng là 950. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. À, 8 cộng 6 là 14 cộng 1, 15 viết 5 nhớ 1. 3 cộng 5, 8 cộng 1 nhớ là 9. Đúng rồi. Rồi. À, tới 160 trừ 87. À, trừ hàng đơn vị trước nè. 0 trừ 7 không được, mượn 10. 10 trừ 7 là bằng 3. Viết 3. Nãy mượn nhớ, nhớ 1. Nhớ 1 thêm vô đây. Thêm vô số trừ. 6. 6. 6 mà trừ 9 không được. Tại 8 mà cộng 1. Hồi nãy mình nhớ là 9. 6 trừ 9 không được, mình phải mượn 10 nữa. Là 16 trừ 9. 16 trừ 9 là bằng 7. Viết 7. Viết 7 là nhớ 1 nữa. Nhớ 1 đúng không? Lúc nãy mình mượn 6 này, mình mượn 10 để mình trừ cho số 9 đó. 16 trừ 9 bằng 7. Viết 7 mình nhớ 1 như đây. Thì 1 trừ 1 này bằng 0. Vậy kết quả của 160 mà trừ 87 sẽ bằng là 73. Đó là phép trừ các số 3 chữ số có nhớ 2 lần. Cứ mình mượn ở đây thì mình phải trả qua cái hàng kế tiếp, cái cột kế tiếp. Mà mình mượn ở cột ở bên đây thì mình lại trả cái cột kế bên đó. Mượn là phải trả, mượn trả như vậy đó. Là nhớ 2 lần. Rồi, hôm nay mình vừa ôn xong bài phép trừ và phép cộng 3 số, 3 chữ số có nhớ 1 lần, và mình học thêm cộng các số 3 chữ số có nhớ 2 lần, trừ các số 3 chữ số có nhớ 2 lần. Chúc các bạn có một ngày học tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.